Rồi, hello, xin chào anh em ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì tiếp tục lên cho anh em về dụng cụ cầm tay nội địa Nhật nha anh em. Đó, có một combo mũi đục nha anh em. Đó, anh em lưu ý dòng điện là dòng điện 100V nha. Đó, dòng điện xài chung là 110V ha. Anh em lưu ý dòng điện ha. Thì giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Anh em nào chuyển khoản đủ em sẽ bao ship nha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi, lô này em ký hiệu là chữ E nha anh em. Đó, anh em nào mua thì cứ liên hệ em. Đó, nói là ký hiệu chữ E ha. Rồi em vô từng món cho anh em nè. Đầu tiên là cái E1 nha anh em. E1 là cái máy bắn vít của Hitachi. Đó, nó em kèm theo cho anh em là hai mũi luôn nè ha. Đó, hai mũi bắn luôn nè. Mũi này còn khá đẹp nha. Rồi, bán giá là E1 nè 300 ha anh em. Đó, bành dây khá là dài ha. Rồi, con này công suất là 320W nha anh em. Hitachi nè. Đó. Đó, máy đảo chiều nè. Đó, đảo chiều ha, thắng rồi, thắng từ rồi còn ngon ha anh em. Đó, mà ngoài hình máy còn ok. Đó, bành dây thì chắc trên 10 thước. Rồi, anh em lưu ý là dòng điện là 100V nha. Rồi, E1 300. E1 300 nha anh em. Rồi, tiếp theo E2 nha. Rồi, E2 gầm dùng với tôi. E2 ha. E2 em bán giá là 200k nha. Đó, mấy cái mũi đục nè. Một mũi, hai mũi, 3 mũi, 4 mũi, 5 mũi, 6 mũi, 7 mũi nha anh em. Đó, 7 mũi đục. Đó, 7 mũi đục ha. 7 mũi đục 200. Rồi E2 200 ha. E2 200. Rồi E2 200 nha. Rồi tiếp theo E3 là một con bào gai ruby. Nó bào lưỡi 92 nha anh em. Ngoại hình cái tay cầm nhựa ha, thân nhựa ha. Đầu này thì nhôm. Bán giá là 350.000. Đó. Rồi. Đế nè. Nó lưỡi ok ha, lưỡi không mẻ nha anh em. Lưỡi vào không mẻ nha. Lưỡi 92. Rồi máy chạy đây. Ủa có điện không? Còn điện không? Rồi ghim lộn chui rồi anh em. Con lộn chui rồi. Đây để em mãi găm lộn chui ha. Rồi, hơi khô đạn nha anh em. Vậy anh em mình chế thêm miếng nhớt mỡ bò vậy vô, khô đạn ha. Rồi, con này 350 nha anh em. Rồi, E3 350. Rồi, tiếp theo E4 nha. E4 là con cưa lọng. E4 con cưa lọng của Hitachi. Đây, con cưa lọng Hitachi nha anh em. Trung Quốc xuất ha. Rồi, có điều tóc cò luôn nha. Đó, tiết cái nó bị gạn nứt nhẹ chỗ này nha anh em, với cái đế nè. Do khâu vận chuyển ha. Rồi, 320.000 nha anh em. Nè, điều tóc ha, đó. Máy đẹp luôn anh em ha. Tiết cái nó bị nứt nhẹ xíu. Rồi, E2 300 E4 chứ 320.000 anh em. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em ha. Và số điện thoại có ghi phần tiêu đây.